Tuyệt mệnh quái sư, tập 32. Ngươi còn muốn trốn đi đâu? Giết hắn đi. Dân cô nương sao vẫn mãi mê muội vậy? Ai theo chủ nấy, không hỏi lý do. Chỉ là kiếm này của dân cô nương không hề có sát khí. Mặc dù nhìn khí thế của cô rất lớn, nhưng không có ý định đó. Đừng nói nữa. Hôm nay không phải người chết thì là ta do. Giết hắn đi. Ngươi đã quên lời thề vào ngày ta chọn ngươi sao? Đánh thật mạnh cho ta. Ai đánh thắng thì buổi trưa sẽ được ăn thịt. Công chúa, đây là những đứa trẻ giỏi nhất của chúng ta. Ngươi chọn một đứa đi. Cô ta, từ nay về sau, ngươi chính là thị vệ bên cạnh công chúa. Tuy cô không phải là Bạch Y Du Sư, nhưng cô chính là thuộc hạ của Bạch Y Du Sư. Tại sao còn chưa ra tay? Ta không thể ra tay với cô được. Ta cầu xin ngươi, hãy thả Ninh Phi. Ta không cần ngươi cầu xin. Cô ta làm nhiều điều ác, tại sao lại cầu xin giúp cô ta? Trong mắt người, cô ấy làm nhiều việc ác, nhưng trong mắt ta, cô ấy là người trung thành với quốc gia. Ngươi nhiều lời với hắn làm gì? Giết hắn đi. Hoặc là bị hắn giết. Người ngoại lạc chúng ta không thành công cũng thành nhân. Thì ra các ngươi đến từ ngoại lạc. Ninh Phi là công chúa của ngoại lạc, ta là thị vệ của cô ấy. Vì ngoại lạc, chúng ta không thể không làm như vậy. Ngoại lạc giờ đang nội loạn, chia thành nhiều bè phái. Các ngươi muốn tìm được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh để thống nhất lại ngoại lạc sao? Vì Thần Đỉnh, chúng ta nghĩ đủ mọi cách để vào được hoàng cung. Ninh Phi được hoàng thượng chọn trúng, ta gia nhập cẩm y vệ. Nhưng quá trình tìm Thần Đỉnh không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Bởi vì không chỉ mình chúng ta đang tìm Thần Đỉnh, mà hậu cung kết nối bè phái cũng khiến chúng ta đứng ngồi không yên. Cho nên công chúa đã thi triển pháp thuật sa mãn trên người mình. Cho nên cô liền nói dối rằng mình đã mang long thai. Đúng vậy. Làm thế nào qua mắt được ngự y, sinh ra một đứa trẻ, quả thật khiến chúng ta thấy đau đầu. Ta nghĩ từ thấy y cuối cùng đã biết được bí mật của các ngươi, cho nên cuối cùng mới mất mạng. Sau đó các ngươi lại tìm một cung nữ mang thai, đóng giả là Ninh Phi. Đúng vậy. Chúng ta vô tình phát hiện tư tình của Giao Nhi và Trình Chí Nguyên. Nàng là một cung nữ, lại đột nhiên có thai, đây là tội chết đó. Nhưng ta không muốn phá đứa bé của ta và chàng. Hay là chúng ta chạy trốn đi. Chạy trốn? Vậy chàng có nỡ dứt bỏ tương lai phía trước không? Để thai nghén và đẩy nhanh quá trình phát triển của Di Hồn Điểu, mỗi lần đều cần dùng rất nhiều kỳ trân dị thảo. Những loại dược này đều rất thơm. Mỗi lần trước khi dùng, cô ấy đều bắt Giao Nhi thử trước xem có độc không. Cho nên tiểu ba cô mới có thể dựa vào mùi tìm được thi thể của Giao Nhi. Giao Nhi đáng thương, cô ấy còn mong người giúp cô ấy xuất cung. Tiểu cung nữ đó cũng thật là không ngờ lại tin rằng ta sẽ cho cô ta xuất cung. Đúng là ngu xuẩn tới đáng thương. Ta thấy ngươi mới thật là mất hết lý trí rồi. Có rất nhiều chuyện là bất đắc dĩ. Ninh gia trộm bất quả, chúng ta sợ xỉ nữ đồ sẽ rơi vào tay kẻ khác. Mà Di Hồn Điểu trong bụng vẫn cần một chút thời gian nữa. Cho nên mới gọi ra khuyển yêu. Cuối cùng dẫn đến việc tiểu ma cô giết chết Đào Công Công. Đào Công Công dù thế nào cũng không chịu mở miệng. Đối với ta mà nói, hắn chẳng khác gì kẻ đã chết cả. Cho dù ông ta thật sự mở miệng, liệu ngươi có tha cho mấy không? Ninh Phi chính là Bạch Du Sư. Quả nhiên cô ta và Thái Hậu đã quán đổi cơ thể. Việc Ninh Phi chính là Bạch Du Sư, ta thật sự không ngờ đến. Giờ phía cô ta thế nào rồi? Thiên Mục Đồng đã đuổi theo yêu nhân đó ra khỏi cung rồi. Vẫn chưa có tin tức gì. Thái Hậu bị dọa cho một trận. Thần trí mặc dù vẫn tỉnh táo, nhưng cũng không thể quản lý chuyện hậu cung nữa. Trong cung đã loạn hết cả lên. Bất sĩ nữ đồ đâu? Không ai nhìn thấy cả. Ta đoán chắc chắn đã bị yêu nhân đó đem đi rồi. Xem ra cũng đến lúc chúng ta phải ra tay rồi. Nhưng hiện tại chúng ta không biết họ ở đâu. Làm sao ra tay được? Ta sẽ có cách biết chúng ở đâu. Chỉ cần chúng đánh nhau một trận, chúng ta sẽ nhân cơ hội cướp bảo đồ về. Đúng là cơ hội trời ban. Nhưng cách mà chàng nói là
Nàng tránh đi một lát, chỉ xem là được. Người đâu? Đưa hắn đến đây. Dân, vào đi. Lục Dương, Tiểu Ma Cô muốn trả thù không? Muốn. Giờ chính là thời cơ tốt cho ngươi trả thù. Chỉ cần ngươi có thể tìm được cô ta. Nếu ta tìm được Bạch Du Sư, Lục Dương định xử lý thế nào? Sao hả? Ngươi còn lo Bản Dương sẽ thả cô ta sao? Đúng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm hình tra hỏi, trả thù thay ngươi. Đa tạ Lục Dương. Đợi sau khi thành công, ngươi cần gì cứ nói với Bản Dương. Ta chỉ cần máu của kẻ thù. Đưa xuống đi. Giờ nàng đã biết ta dùng chiêu gì rồi chứ? Cách này rất hay. Nghe các thị vệ nói, Thiên Mục đạo trưởng và Thái hậu đã đánh nhau, mà Thái hậu đó không phải Thái hậu thật, mà là Ninh Phi. Thì ra cô ta chính là Bạch Du Sư. Thật không ngờ được. Sau đó Thiên Mục đạo trưởng đã phá y pháp của cô ta. Thái hậu và Ninh Phi lại quán đổi cơ thể. Ninh Phi thấy bất lợi liền chạy trốn. Thiên Mục đạo trưởng liền đuổi theo. Hai người giờ đều biến mất rồi. Vậy Thiên Mục đạo trưởng liệu có bị nguy hiểm không? Ngồi nhỏ Ninh Phi còn có trợ thủ khác thì sao? Đạo trưởng pháp lực cao cường, công chúa không cần lo lắng. Người hãy nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn sức khỏe. Không được, ta phải làm gì đó mới được. Công chúa, Lạc Bình, mẫu hậu, mẫu hậu. Lạc Bình, muộn thế này rồi con ở đây làm gì? Mẫu hậu, người nghe nói về biến cố trong cung Thái hậu chưa? Thái hậu đã bình thường rồi, không sao đâu. Nhưng con nghe nói Thiên Mục đạo trưởng và Ninh Phi đều biến mất rồi. Những chuyện này Lục Dương thúc của con sẽ xử lý. Con đừng lo lắng nữa, mau về cung đi. Nhưng tình cảnh hiện giờ của Thiên Mục đạo trưởng rất không an toàn. Con muốn đi tìm ngài ấy. Tìm hắn, con thì có thể giúp gì cho hắn? Đừng quên con là cành vàng lá ngọc, tôn quý hơn đạo sĩ Thối đó rất nhiều. Mau về cung đi. Không, con phải đi giúp ngài ấy. Con ngày càng bừa bãi rồi. Ở gần chỗ này. Đúng, mùi ở gần chỗ này. Con xem, Lục Dương Thúc đã đi tìm họ rồi. Mau về cung đi. Lạc Bình, Lạc Bình, con bé không nghe lời này. Lục Dương Thúc, Bình Nhi, sao con lại đến đây? Công chúa, Lục Dương Thúc, con nghe nói trong cung xảy ra chuyện, nên ra ngoài xem sao. Tiểu Mặc Cô, ngươi cũng đến tìm sư phụ ngươi sao? Sư phụ ta? Sư phụ ta làm sao? Sư phụ ngươi đấu với Bạch Du Sư, hai người họ đều biến mất rồi. Ngươi không biết sao? Biến mất. Lạc Bình, Lạc Bình, đừng làm loạn ở đây nữa, mau theo ta về. Không, Tiểu Mặc Cô cũng ở đây mà. Con cũng muốn cùng Lục Dương Thúc tìm được Ninh Phi và Thiên Mục đạo trưởng. Dở dẫn. Hắn là ai? Hắn chỉ là một tiểu thái giám. Còn con là công chúa đó, có thể giống nhau sao? Bình Nhi, nghe lời mẫu hậu của con, về đi. Mẫu hậu, con xin người đó. Không được. Công chúa, về đi. Mẫu hậu, con xin người đó. Mẫu hậu. Không, thả ta ra. Mẫu hậu, chuyện này giao cho chàng đó. Được, yên tâm đi. Còn không tìm cho Bản Dương, ở gần chỗ này thôi. Hay là lục soát hết đi. Lục soát. Ta sẽ không để người bắt cô ấy đâu. Nếu người muốn bắt cô ấy thì hãy giết ta trước đi. Dương cô nương, việc gì cô phải làm vậy? Kiếm trên tay người, còn không mau ra tay. Công chúa, người còn không hiểu sao?
Ta vốn không thể giết được hắn. Người... Ta sớm đã đoán được như vậy rồi. Thì một đồng, ta tính toán đủ đường mà không tính được. Nhưng Tương Dung lại có tình cảm với ngươi. Nếu không, ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Người đâu, mà bắt lấy Ninh Phi. Bắt được Ninh Phi sẽ được thưởng hậu. Ngươi muốn làm gì? Bùa cảm ứng. Tiểu Ma Cô, giờ chỉ có người mới có thể nghe ta nói. Giờ hãy đưa Lục Dương đến chỗ khác. Cô ta giết nhiều người như vậy, sao ta có thể dễ dàng thả cô ta chứ? Nếu thả cô ta, sao có thể an ủi những oan hồn đó chứ? Giờ cô ấy đã không còn pháp lực. Cô ấy không khác gì người bình thường rồi. Sao ngươi không thể cho cô ấy một cơ hội chứ? Ta biết cô rất trung thành, nhưng cô cũng không thể không phân biệt rõ thiện ác đúng sai. Từ ngày ta được công chúa chọn trúng, tim ta là của cô ấy, mạng ta cũng là của cô ấy. Tất cả của ta đều thuộc về cô ấy. Nếu ngươi muốn bắt cô ấy, ta chỉ có cách chết ở đây. Việc gì phải cầu xin hắn? Nếu nhiệm vụ đã thất bại, người và ta hãy chết ở đây để tạ tội đi. Dân cô nương, được rồi, ta đồng ý với cô. Ta không muốn để cô chết. Ta muốn cô phải sống thật tốt. Có điều cô muốn ta thả Ninh Phi thì phải đồng ý với ta một điều kiện. Tiểu Ma Cô, người dám giỡn với bản Dương hả? Dương gia, ta và Bạch Du Sư có mối thù không đội trời chung. Ta sẽ không giỡn với ngài đâu. Nếu chỗ này không có, chúng ta hãy đi chỗ khác xem sao. Điều kiện gì? Từ nay về sau, Ninh Phi không được đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước. Ta thay cô ấy đồng ý với ngươi. Ai bảo ngươi đồng ý với hắn? Thả cho ta một con đường sống. Ta không thèm. Thiên Mục Đồng, giờ ngươi hãy giết ta đi. Công chúa, ai cho ngươi gọi ta? Không được gọi. So với việc mất thể diện ở đây, chẳng thà để hắn cho ta chết thoải mái đi. Công chúa, người không cảm thấy giờ so với thần đỉnh, tính mạng của người quan trọng hơn sao? Không có đại nghiệp của Ngọa Lạc, cần cái mạng này của ta có tác dụng gì chứ? Công chúa, người sai rồi. Trên vai người gánh vác sứ mệnh phục quốc. Nếu mạng của người không còn, thì lấy cái gì để thống nhất Ngọa Lạc? Công chúa, xin hãy nghĩ kỹ. Được, ta sẽ nghĩ cách đưa Ninh Phi xuất cung. Thiên Mục đạo trưởng, chuẩn bị xong hết chưa? Yên tâm đi, Tam gia đã chuẩn bị xong rồi. Xin hỏi là người nào muốn ra khỏi thành?
Ninh Phi, nhân lúc trời sáng hãy đi sớm đi, nếu không sẽ không kịp. Công chúa đi đường bình an, sớm trở về cố hương. Nếu mọi việc không ổn thì hãy nhanh chóng thoát thân, không cần ở lại vũng nước đục này nữa. Hãy tự biết mà làm. Đại ân đại đức của công chúa, cả đời này ta sẽ không quên. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Nếu đúng như lời cô nói, Ninh Phi sau này không giết người nữa thì cũng coi như ta đã làm một chuyện tốt. Đúng rồi dân cô nương, sau này cô định thế nào? Ta tiếp tục ở lại trong cung làm cẩm y vệ, giúp người tìm được thần đỉnh, báo đáp ân tình của người. Người yên tâm, ta sẽ không có ý đồ gì với thần đỉnh đâu. Cũng tốt. Tiểu mà cô, ngươi đã giỡn bản dương cả một đêm rồi, đã giỡn đủ chưa? Lục Dương yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Bạch Du Sư. Vậy tại sao cả đêm cũng không tìm thấy? Ta còn có một chuyện muốn thỉnh cầu. Nói. Hy vọng Lục Dương có thể bảo vệ sư phụ ta an toàn. Bản Dương đồng ý với người. Vậy được. Hy vọng Lục Dương không nuốt lời. Giờ ta sẽ đưa ngài đi tìm Bạch Du Sư. Nếu không tìm thấy, Tiểu Ma Cô sẽ lấy mạng ra đền. Tốt nhất là tìm được. Nếu không, Bản Dương sẽ khiến người nếm đủ cả ngàn cái chết đó. Dân, còn không mau tìm đi. Mau lên, mau lên. Sa Phu, chúng ta chạy mau lên chút. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Bẩm Dương gia, bên trong không có ai. Tìm cho Bản Dương, đuổi theo. Mau lên, mau lên. Mau lên, sắp đủ kịp rồi. Đây không phải là Ninh Phi sao? Không đúng, nên gọi cô là Bạch Du Sư mới đúng. Sao hả? Không nhận ra Bản Dương sao? Cô vội vàng như vậy muốn đi đâu vậy? Ta đi đâu không cần ngươi quản. Đừng nói như vậy chứ, cho dù thế nào chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ.
Ta quan tâm cô cũng là chuyện bình thường. Sao người biết ta ở đây? Cũng đều nhờ kẻ này cả. Tiểu ma cô. Không sai, chính là tiểu ma cô này. Chính là tiểu ma cô bị ngươi hại thê thảm. Đáng tiếc mùi trên người ngươi đã bị ta nhớ rất kỹ. Thì ra là ngươi ngửi mùi tìm đến. Vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Lúc trước đã biến hắn thành một con chó, để hắn có cái mũi thính như chó, còn có răng nanh giống như chó. Hắn có thể xé nát cô đó. Các người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Giao bức sĩ nữ đồ trong tay cô ra đây. Ta không lấy được sĩ nữ đồ. Cô rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt hả? Người đâu? Bắt lấy. Yeah.